Xin kính chào quý cô chú anh chị và các bạn yêu lan trên mọi miền tổ quốc. Em xin được giới thiệu tên là Biểu, chuyên bán phong lan rừng tại Cao Bằng ạ. Và số điện thoại để cô chú anh chị liên hệ đặt hàng bên cơ sở lan rừng nhà em là 0849 490 188 hoặc 0396 164 604. Hiện tại là buổi tối của ngày 25 tháng 1 năm 2021. Thì giới thiệu với tất cả các cô chú anh chị, thì hôm nay bên cơ sở lan rừng nhà em có cập bến nhiều những mặt hàng lan mới đẹp để giao lưu cùng cô chú anh chị và các bạn. Và bên cơ sở lan rừng nhà em có ship hàng toàn quốc, khi cô chú anh chị nhận hàng thì mới phải thanh toán trả tiền cho bên người phát hàng. Giá em báo thì sẽ chưa bao gồm có phí vận chuyển. Và khi cô chú anh chị đặt hàng có thể gọi điện hoặc nhắn tin theo số điện thoại mà bên em vừa cung cấp. Cước phí vận chuyển bên em được tính là từ 3 kg đổ lại, cước phí sẽ là 35.000 cho một đơn hàng. Mỗi 1 kg tiếp theo cước phí sẽ cộng thêm 10.000 nữa cho 1 kg tiếp theo. Cước phí này thì sẽ được áp dụng cho cả 3 vùng miền Bắc, Trung, Nam trên toàn quốc. Và sau đây em xin được điểm qua chi tiết từng mặt hàng, báo giá đến cô chú anh chị và các bạn những cái mặt hàng hiện tại bên cơ sở lan rừng nhà em đang có. Đầu tiên thì em muốn giới thiệu đến cô chú anh chị cái dòng lan kiếm hồng hoàng. Trước tiên thì em muốn giới thiệu đến cô chú anh chị dòng lan kiếm đỏ hồng hoàng ạ. Kiếm đỏ hồng hoàng thì em bán với giá là 80.000 cho 1 kg cô chú anh chị nhé. Và bên này đây là dòng lan hài hương. Hôm nay em về rất là nhiều dòng hài hương ạ. Và cũng đang nhiều cây có mèo. Tuy nhiên cái hàng này em sẽ bán lô xô lẫn lộn với nhau. Cây lớn cây nhỏ thì em lại sẽ bán hàng xô này với giá là 1 triệu cho 1 kg cô chú anh chị nhé. Hoặc lát nữa thì cô chú anh chị có thể mua cho em theo hình, chọn theo hình cũng được ạ. Và em sẽ bán từ 0,1 cho đến 0,2 kg. Đó là cái dòng lan hài hương, một trong những cái dòng lan hài rất là hoa, một trong ít những cái dòng lan hài hoa hài to và bông cực kỳ là thơm. Và tiếp sang bên này đây là em có dòng lan bạch ngọc đuôi công. Bạch ngọc đuôi công thời điểm bây giờ thì cũng đang có nhiều cây có nụ. Tuy nhiên thì cái hàng này vận chuyển đóng gói trên rừng về thì cũng sẽ có bị ảnh hưởng nụ nhiều cô chú anh chị nhé. Đấy, chủ yếu là cái hàng này thì chủ yếu em bán hàng giống với giá 300.000 trong 1 kg. Tiếp theo bên này đây là hoàng thảo kèn. Dòng hàng kèn thời điểm bây giờ đang chi chít là nụ luôn. Cô chú anh chị mình nhìn cho em này. Đó, chi chít là nụ luôn. Cô chú anh chị có thể chơi hoa đầu Tết tới ạ. Và hiện tại thì cái mầm gốc của nó cũng đang nhú lên này cô chú anh chị này. Đó, rất là xinh luôn. Nói chung là cái tầm kèn mùa này cô chú anh chị lấy sẽ được chơi hoa trọn vẹn cũng như là làm giống, hàng cây không quá dài cô chú anh chị nhé. Đa phần là đang nhú nụ rồi, em bán với giá là 660.000 trong 1 kg ạ. Về tiếp theo sang bên này đây là dòng lan đùi gà dẹt này. Cô chú anh chị mình nhìn cho em cái dòng đùi gà dẹt thời điểm bây giờ là đã bắt đầu là nhú nụ hết rồi cô chú anh chị nhé. Đang nhú nụ hết rồi đấy ạ. Đó, là hứa hẹn sẽ có một mùa hoa xuân rực rỡ. Đùi gà dẹt thèm hàng em bán với giá là 180.000 cho 1 kg. Rồi tiếp theo sang bên này thì em có dòng hoàng thảo chuỗi ngọc. Chuỗi ngọc này cô chú anh chị nụ cực xinh luôn đấy ạ. Ôi trời ơi, nụ rất là xinh luôn này. Đó, hàng này thì về những nơi ấm có thể nở hoa vào thời điểm Tết. Tại vì năm nay là năm nhuận nên là cái thời gian nên là rất là nhiều cây thời điểm bây giờ đã ra nụ rất là đẹp rồi. Em bán chuỗi ngọc nhá, với giá là 190.000 cho 1 kg. Sang bên này đây là dòng long tu đá. Dòng long tu đá thời điểm bây giờ cũng đang chuẩn bị là nứt nụ rồi. 110.000 cho 1 kg thôi. Bên này đây là kiều vuông mỡ gà của vùng Cao Bằng ạ. Nhiều cây đã sưng mắt nụ rất là lớn. Với giá em bán là 200.000 cho 1 kg. Kiều vuông mỡ gà vùng Cao Bằng, cây thân ngắn thôi, không có lớn và cây lùn thôi cô chú anh chị nhé. Bên này là dòng lan sơn thủy tiên này. Đó, cô chú anh chị nhìn cho em ạ. Dòng sơn thủy tiên. Sơn thủy tiên thì em xin phép được bán với giá là 180.000 trong 1 kg ạ. Đấy. Với sơn thủy tiên thì cái lá của nó rất là dày và cây thì thường là nhiều lá cô chú anh chị này. Cây nhiều lá rất là đẹp. Nhiều cây cũng sưng mắt nụ rất là lớn rồi nhá. Sơn thủy tiên em xin phép bán 180.000 trong 1 kg. Và bên này là dòng lan hoàng thảo trúc Phật Bà, hàng chi chít là nụ luôn. Với dòng hàng mà cái hoa rất là rực rỡ và từ cái thân của nó thì đã ngát ra cái mùi, tỏa ra cái mùi hương thơm, tạo cảm giác cực kỳ là dễ chịu rồi. Không chỉ thơm từ hoa mà thơm từ thân luôn cô chú anh chị nhé. Cái dòng trúc Phật Bà này này em xin phép được bán với giá là 460.000 cho 1 kg ạ. Và tiếp sang bên này đây là dòng lan kim điệp xuân. Kim điệp xuân thời điểm bây giờ thì em thấy là cũng có nhiều cây là đang bắt đầu là nhú nụ rồi. Cái dòng lan kim điệp xuân này. Và kim điệp xuân thì em xin phép được bán với giá là 150.000 trong 1 kg ạ. Hàng đang nhú nụ rồi cô chú anh chị nhá. 150.000 trong 1 kg. Hàng thì với mỗi một thân như thế này có thể cho vài chùm hoa, một dải như thế này có thể cho vài chùm hoa nhá. Nhìn bé nhỏ như vậy thôi ạ. Em bán xin nhắc lại 150.000 trong 1 kg. Và bên này đây là dòng long tu xuân. Long tu xuân thì em có hàng ngắn và hàng dài. Hàng ngắn là từ 20cm đổ lại. Cô chú anh chị vẫn được thưởng thức hoa bởi vì thân của nó rất là mập nù. Tuy nhiên thì cây nó sẽ rất là ngắn. Em bán là 200.000 trong 1 kg hàng ngắn. Còn hàng dài, dài từ 20cm trở lên nhé, em sẽ bán với giá là
Em sẽ bán với giá là 220.000 cho 1 kg. Và bên này là ngọc thạch ba màu Bắc ạ. Dòng ngọc thạch ba màu Bắc này cũng đang bắt đầu là cũng đang nhú nụ rồi đấy ạ. Chị anh chị đây ạ. Đang nứt nụ như vậy rồi đấy. 150.000 cho 1 kg ngọc thạch ba màu Bắc ạ. Hoàng thảo vôi này cô chú anh chị này. Đây là dòng hoàng thảo vôi Bắc. Nói chung là lôi vôi Bắc này thì em sẽ bán với giá 250.000 cho 1 kg. Hàng vôi Bắc thì cô chú anh chị biết rồi, hoa cực kỳ là tím đậm đà, hương thì phải nói quá thơm luôn. Sang bên này thì em còn có một lô kiều vuông, kiều vuông cánh trắng lẫn kiều vuông mỡ gà này. Đó, cái lô này em bán với giá là 80.000 cho lô này nhá. Và một cái lô đùi gà tròn của vùng Cao Bằng ạ. Cái hàng này thì đây, cả lô này em bán thanh lý 50.000 cho lô này. Và tóc tiên này, một phần tóc tiên như vậy đi ạ. 50.000 cho lô tóc tiên này nhá. Mỗi một nhánh thôi cũng cho vài chùm hoa rất là đẹp luôn, chỗ tóc tiên này. Tiếp sang bên này đây thì dòng em có dòng châu rừng bắc trụ này. Những cây châu rừng bắc trụ em bán hàng kg nhá. Với giá là 550.000 cho 1 kg. Hàng hiện tại thì một số cây là cũng cây lá xếp rất là đẹp. Đó, một số cây thì đang có nụ này. Và hôm nay thì em lại cập bến mới một cái lô đai châu nhá. Cập bến mới một cái lô đai châu, cô chú anh chị nhìn thấy những cái cây đai châu hàng lá xếp và cây rất là đều cây, từ 3 cặp lá trở lên, tất cả mỗi một chậu như vậy thì đều đang nhú từ 1 cho đến 2 nụ, nhưng đa phần là nhú một nụ thôi cô chú anh chị này. Đó, những cái cây đai châu Thái này. Hàng về rất là nhiều luôn, thoải mái cô chú anh chị lựa chọn này. Một cây đai châu Thái như vậy ạ, cây rất là xinh luôn ạ. Hàng đang nụ nhá. Xin phép bán với giá 130.000 cho một chậu. Đây thì em có, hôm nay em sẽ có 4 màu sắc để cô chú anh chị có thể lựa chọn, đó là màu cam, màu hồng phấn, màu tím đốm và màu bò sữa ạ. Thì nói chung là đai châu Thái này thì cô chú anh chị lấy cái màu nào thì cũng sẽ rất là đẹp. 4 màu sắc cô chú anh chị nhá. Tất cả cây thì đều đang nụ và chỉ có 130.000 cho một cây thôi. Cô chú anh chị có thể mua 4 cây sưu tầm cho đủ bộ luôn ạ. Tiếp sau bên này thì em có dòng giả hạc Di Linh Xuân, thân siêu nù siêu xinh luôn ạ. Chiều dài nó khoảng tầm 10 cho đến 15 cm. Đó, em bán 80.000 cho một chậu giả hạc Di Linh Xuân nhé. Còn tiếp theo bên này đây thì em có những cái chậu này, em còn có đây ạ. Một chậu chậu này là chậu giả hạc chớp Mỹ nhá. Giả hạc chớp Mỹ thời điểm bây giờ đang nhú nụ như thế này này. Đó, đang nhú nụ này. Cái dòng này thì hoa cánh tím chớp cực kỳ là độc đáo. Ngoài ra thì hoa cực kỳ là thơm, rất là thơm luôn. Hàng này hàng chuẩn ươm ki của chính chị mình nhá. Thì em ở đây thì hiện tại em còn có 3 chậu này. Em gọi chậu này là chậu số 1 đi này. Một thân hoa chi chít là nụ luôn. Đó, và đang hai mầm gốc. Chậu này, chậu số 1 này em bán là 280.000. Và chậu này em gọi là chậu số 2 này. Chậu số 2 này sẽ có hai thân này. Một thân lớn này thì đang bắt đầu là nứt nụ này. Cái thân bé này cũng đang nứt nụ luôn rồi đấy ạ. Chuẩn bị nứt nụ luôn rồi nhá. Cái thân ngắn này đấy ạ. Thì hai thân như vậy em bán 350.000. Và chậu này là chậu 3 thân này, cô chú anh chị này. Một chậu 3 thân đang nha, một cái thân cao thì đang nứt chi chít nụ. À, thêm một cái thân này cũng đang nhú nụ nhá. Đó. Và thân bên này thì chưa thấy nứt nụ đâu. Đó. Cái chậu này thì với 3 thân cực đẹp luôn đấy. Em gọi đây là chậu số 3. Chậu số 3 này với 3 thân này thì em bán với giá là 400.000. Nếu mà cô chú anh chị nào mà có duyên với cái chậu này thì giá nó rất là yêu thương luôn ạ. Một thân thì đây 280 cho cô chú anh chị làm giống và sưu tầm ngắm hoa. Hai thân thì 350 và chậu 4 à 3 thân này và bán với giá 400.000. Và tiếp sang bên này đây là dòng lan hồ điệp lá biên, hay còn gọi là hồ điệp lá phát tài ạ. Mỗi một chậu như vậy thì tất cả là nhú đều đang nhú hai vòi nụ nhá. Là một sự kết hợp hoàn hảo nhất giữa sắc đẹp của bông hoa và thân lá. Hồ điệp lá biên hay là lá phát tài. Cây này không chỉ biên vàng mà còn biên đỏ nữa đấy ạ. Và chậu như vậy em bán 80.000 cho một chậu nhá. Tất cả là đều nhú từ hai, ít nhất là hai vòi nụ. Và sang bên này đây là dòng lan trà đỏ, hay người ta còn gọi là hồng trà. Nhìn cây chi chít là nụ và ngắm nụ không, cô chú anh chị đã thấy là rất là xinh rồi đúng không ạ? Và hàng này thì tất cả những cái chậu này thì nó đã đều trồng thuần ở trong chậu rồi. Nên là khi mà vận chuyển đóng gói đi, cô chú anh chị không phải lo là hỏng cây hỏng nụ nhá. Nên là chắc chắn là cô chú anh chị sẽ có một cái mùa hoa trà đỏ cho những ngày Tết cực kỳ là yêu thương, rất là đẹp luôn ạ. Và một chậu trà đỏ như thế này thì em xin phép được bán với giá là 180.000 cho một chậu trà đỏ ạ. 180.000 cho một chậu trà đỏ. Ngắm nụ không thôi đã thấy cảm thấy là rất ưng rồi đây cô chú anh chị này. Một số nụ thì đã bắt đầu là chuẩn bị bung lụa rồi đấy ạ. Rất là đẹp luôn. Và tiếp sang bên này đây sẽ là những cái chậu lan càng cua. Nhìn những bông hoa càng cua này, này, mỗi một chậu như vậy thì nó có rất là nhiều sắc màu hoa khác nhau nhé cô chú anh chị. Và mỗi một bông hoa nhìn như là những cái bó đuốc ạ.
Và cây này thì hiện tại thì ở đây thì hàng này nó sẽ cho mình hoa quanh năm đấy ạ. Một số cây thì hiện tại là đang nụ này, cô chú anh chị nhìn này. Có những cây thì nụ nhỏ này, có những cây nụ lớn này, có những cây nhánh thì đang nụ lớn và cũng có những nhánh thì đang nụ nhỏ như vậy này. Đó, dòng càng cua này thì cô chú anh chị mình cứ yên tâm nhé. Về cô chú anh chị, nếu như cô chú anh chị muốn thì em sẽ vặt bớt những cái bông hoa đã nở đi. Không thì em sẽ để nguyên như thế này. Nó không có ảnh hưởng gì cả bởi vì là còn rất là nhiều nụ li ti nhỏ, chi chít như thế này. Và em bán một chậu lan càng cua như thế này ạ. Một chậu lan càng cua như thế này em xin phép được bán với giá là 80.000 cho một chậu cô chú anh chị nhé. 80.000 cho một chậu và rất nhiều thân luôn. Rất nhiều thân luôn ạ. Cô chú anh chị mình xem này, đấy, rất là nhiều nụ luôn. Thoải mái cô chú anh chị mình ngắm và thưởng thức ạ. Đó, có những cái nụ lớn, có những cái nụ bắt đầu mới nhú lên luôn. Đây này. Và bên này thì em có những cái chậu mai đỏ nhá cô chú anh chị. Những cái chậu mai đỏ hiện tại thì đang chi chít là nụ rất là xinh như thế này này. Đó, thì nói chung là những cái chậu đây này cô chú anh chị này, rất là nhiều nụ luôn, cô chú anh chị ngắm cho em bên dưới này đấy ạ. Và tất cả những cái chậu mai đỏ này này, hiện tại thì nó chưa 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 ra lộc lá đâu cô chú anh chị nhá. Đó, nên là cô chú anh chị nhìn cây là nó khô như vậy. Tuy nhiên thì chỉ nhìn thấy nụ nhỏ thôi. Tuy nhiên thì cô chú anh chị yên tâm là chậu này thì người ta đã trồng trong trong chậu rất là lâu rồi. Và những cây này thì đảm bảo cô chú anh chị về sẽ được thưởng thức hoa nhé. Và đảm bảo cây giống cho cô chú anh chị. Và một chậu mai đỏ hoàng hàng bông kép với sắc đỏ rực rỡ như vậy ạ. Thì hàng này thì em sẽ bán với giá 120.000 thôi. Đấy, trước đây thì em bán 140.000 thì cây nó nhiều tán một xíu. Còn cây này thì nó sẽ ít tán hơn cô chú anh chị nhé. Ít tán hơn nó kém hơn nên là em sẽ chỉ bán với giá 120.000. Để cô chú anh chị được biết mặt hoa cũng như là có thể làm giống ạ. Và bên này là những cây thiên nga, hàng chuẩn thiên nga cho cô chú anh chị mình luôn nhé. Đây là cây thiên nga màu nâu đỏ ạ. Giả hành rất là to, ngắm giả hành không đã mê rồi. Căng mướt luôn, cây đang xuống lá để chuẩn bị chờ hoa, cũng đang chuẩn bị lên mầm ạ. Em bán một chậu thiên nga đỏ thân bự chảng như vậy này, với giá là 180.000 cho một chậu. Rồi tiếp sang bên này đây là em có cái dòng lan vũ nữ vàng mặt trời, đây là sắc hoa của dòng vũ nữ vàng mặt trời đấy ạ. Hình dáng của những cái cô nàng vũ nữ rất là xinh xắn, rất là đẹp như này. Đây là dòng lan cắt cành cô chú anh chị nhé. Vòi hoa của nó sẽ vươn rất là cao và cực kỳ là dễ dễ dàng nhân giống và dễ thuần dễ chăm, để nhánh cực nhanh luôn ạ. Và một chậu vũ nữ vàng mặt trời như thế này, cây khỏe khoắn đẹp như vậy, em bán là 90.000 cho một chậu nhé. 90.000 cho một chậu cô chú anh chị sưu tầm dòng lan vũ nữ vàng mặt trời ạ. Và hôm nay thì em vừa cập bến một cái lô kiếm Phan Trí và kiếm Xanh Huế. Hàng này là hàng gieo hạt chuẩn hàng Việt Nam mình cô chú anh chị nhé. Tức là những cái cây này ấy, thì là những cây của nhà vườn bên Việt Nam mình nhé, chứ không phải hàng bên Thái ạ. Nên là hàng này thì đảm bảo cô chú anh chị là người ta đã nhân giống từ những cây cây Phan Trí thực sự và những cây Xanh Huế thực sự ạ. Người ta gieo hạt từ những cây Phan Trí và những cây Xanh Huế ở vườn, nhà vườn của Việt Nam mình nhân giống nhé. Thì một chậu Phan Trí như thế này, một chậu kiếm Phan Trí mà có một cây em bán với giá là 70.000 cho một chậu. Và những chậu kiếm Phan Trí mà có hai cây này, chậu nào mà có hai cây em bán 90.000 cho một chậu. Và chậu có ba cây, chậu ba cây thì em bán 110 cô chú anh chị nhé. Đó, thì cô chú anh chị biết là cái giá trị của dòng Phan Trí thì cái giá cực kỳ là cao. Nên là khi mà từ mỗi một quả của kiếm Phan Trí thì giá nó cũng đã rất là đắt đỏ rồi. Đó, thế nên là với những cây kiếm Phan Trí hàng gieo hạt như vậy, với cái giá như thế này thì cô chú anh chị có thể về chăm để được thưởng thức cho những năm tiếp theo này. Cây Xanh Huế này cô chú anh chị này, cây Xanh Huế cũng rất là xinh đẹp đấy ạ, khỏe khoắn và rất là xinh luôn ạ. Và mỗi một cây Xanh Huế như vậy thì một chậu một cây thôi ạ, một chậu chỉ một cây thôi nhá. Em xin phép được bán với giá là 70.000 cho một chậu Xanh Huế. Tiếp sang bên này thì em sẽ có những cái bảng phi điệp tím nhá. Hôm nay thì em vẫn còn có một số bảng phi điệp tím này và những cái giò trầm rồng đỏ, những cái giò trầm rồng đỏ hàng đang chi chít là nụ này, để cô chú anh chị mình có thể được thưởng thức hoa Tết hoặc là đầu xuân tới ạ. Nói chung là nếu như cô chú anh chị mình không được thưởng thức hoa Tết thì cô chú anh chị mình được thưởng thức hoa đầu xuân. Với những cái sắc hoa đỏ thắm của dòng trầm thì tạo cho cô chú anh chị một cảm giác mới đầy năng lượng và đầy may mắn cho một năm mới ạ. Đấy, cô chú anh chị nhé. Và ở đây thì em có chậu trầm rồng đỏ số 1 này, hàng đã xuống hết lá và chi chít là nụ rất đều luôn. Cô chú anh chị ngắm cho em ạ. Tất cả những cái chậu này thì đều đang nhú nụ hết như thế này nhá.
Nhú nụ tầm này thì khi mà cô chú anh chị lấy thì nó mới không bị ảnh hưởng nụ ạ. Cũng có những cây nụ lớn hơn. Tuy nhiên thì em sẽ không nhập bởi vì là nụ lớn hơn ấy thì nó sẽ rất là dễ hỏng khi mà vận chuyển đóng gói. Chậu này thì ba thân nụ cực kỳ là đều luôn. Và chậu này em xin phép bán với giá là 500.000, chậu này 3 thân nhé. 3 thân chầm rồng đỏ ạ. Chậu tiếp theo là chậu số 2. Chậu số 2 này cũng là chậu 3 thân, nhưng 3 thân này thì nó sẽ ngắn hơn và nụ cũng siêu nhiều luôn. Cô chú anh chị nhìn cho em ạ. Ngắm một cái thân chầm rồng đỏ này đang nhú nụ nhá. Bắt đầu từ từ đây, cô chú anh chị nhìn này. Bắt đầu từ những cái đốt rất là sát gốc như thế này rồi, cô chú anh chị thấy là nó đã có nụ rồi ạ. Tít lên trên này cô chú anh chị nhá. Chi chít là nụ luôn ạ. Đó. Cô chú anh chị thấy là đủ cái độ rực rỡ khi mà nó sổ bông đúng không ạ? Chậu chầm rồng đỏ này thì có 3 thân như thế này này. Có 2 thân ngắn, 1 thân dài hơn. Em bán chậu này với giá 420 ạ. Chậu số 2 và chậu số 3. Chậu số 3 này thì có 3 thân cũng rất là đều đấy ạ. Ôi. Chậu này cũng có 3 thân chi chít là nụ luôn ạ. 3 thân đều nụ rất là đều luôn. Đó, thì cái chậu này em cũng xin phép được bán với giá là 500.000 cho chậu số 3 ạ. Và chậu số 4. Chầm rồng đỏ số 4 này lên đến 7 thân luôn nhá. Đây này, cô chú anh chị này. Rồi, cái chậu này khi nào mà sổ hoa thì cô chú anh chị tưởng tượng là quá là đỉnh luôn ạ. Nụ đều tăm tắp luôn. Đó, như thóc luôn cô chú anh chị này. Nụ đều tăm tắp như thóc luôn như vậy đấy ạ. Cái chậu 7 thân này thì em xin phép được bán với giá là 880.000 nhá. 880.000 cho một chậu chầm rồng đỏ lên đến 7 thân ạ. Và nụ như thóc luôn, chi chít là nụ luôn. Đó là chậu số 4. Tiếp theo bên này đây sẽ là chậu số 5. Chậu số 5 này thì nụ lớn hơn rồi đây cô chú anh chị này. Đây ạ, mỗi một cái mắt nụ của nó có thể sổ ra 3 4 bông hoa như thế này cơ. Đấy, chi chít là nụ luôn. Cái cây này nụ lớn hơn nhá. Hàng này thì có khả năng là sẽ sổ hoa Tết. Chuẩn, rất là chuẩn Tết luôn. Thì này em bán với giá là 460 ạ. 460 cho hình số 5. Hình tiếp theo là hình số 6 này. 6 này cũng là 3 thân. Trời ơi, nhìn nụ quá là phê, quá là mê. Cái hình số 6 này em bán 440.000, có vài nụ lớn này, còn lại là nụ nhỏ. Nhìn ạ. 440.000 cho chậu số 6. Chậu số 7 này, chậu số 7 này cũng là chậu 3 thân. Cũng chi chít là nụ như thế, không kém cạnh luôn, quá đẹp. Cái chậu này em bán 440.000 cho chậu số 7. Và chậu số 8 ạ. Chậu số 8 này là 4 thân cũng thế. Siêu siêu là nụ luôn. Nhìn ạ. Nhìn quá là thích luôn. Cái chậu chi chít là nụ như thế này. Chậu số 8 này em bán 660.000 nhá. 660.000 cho chậu 4 thân, quá đẹp. Chậu số 9 ạ. Chậu số 9 này em bán 420.000 này. Đây này, chậu số 9. Có 2 thân dài và 1 thân ngắn. Thân ngắn nhưng cũng rất là có võ luôn. Cũng đang nhú nụ hết rồi ạ. Đó, cái chậu này em bán là 420.000, 420.000 cho chậu số 9. Và chậu số 10. Chậu số 10 này cũng là một chậu 3 thân siêu đẹp. 3 thân chi chít nụ siêu đẹp luôn. Cái chậu này em bán với giá 560.000 cho chậu số 10. Chậu này 3 thân nó cao hơn nhé, 3 thân cao hơn nên em bán 560 ạ. Và chậu số 11 ạ. Chậu số 11 đây cô chú anh chị này. Chậu số 11 này cũng 3 thân, 2 thân dài và 1 thân ngắn. Cái thân ngắn này thì cô chú anh chị thấy này. Đó. Ngắn nhưng cũng rất là có võ, đều nụ hết như thế này. Và chậu này thì em bán bao nhiêu nhỉ? Chậu này em bán 400.000 cho chậu này. Là chậu số 11. À, dòng chầm thì ngoài chầm rồng đỏ thì em còn có chầm rừng nhá. Đây là hàng chầm rừng ạ. À. Chầm hàng chầm này thì 100% thân tơ này. Thân cũng siêu nụ khủng luôn ạ. À. 1 kg với giá là 1 triệu siêu đẹp luôn. 100% thân tơ. Cô chú anh chị không phải bỏ tiền để mua hàng thân già. Tiếp theo đây sẽ là cái hình số 13. Hình số 13 này thì em có cái giò giả hạc Pháp nhá. Giò này rất là nhiều thân. Hàng hiện tại đang xuống hết lá và cũng đang chuẩn bị chờ nứt nụ này. Nói chung là những nơi ấm áp thì những dòng giả hạc Pháp này sẽ nở hoa vào thời điểm Tết ạ. Cái chậu giả hạc Pháp này về cô chú anh chị có thể chờ hoa xuân và làm giống ạ. Hàng này thì sang năm sẽ được một cái giò phải nói cực đẹp. Em bán giò này với giá 140.000 nhá. Hình 13 140. Giả hạc Pháp 14 cũng 140.000 thôi. Với những cái thân như thế này thôi nhưng mà sang năm chắc chắn là nó phải dài gấp đôi ạ. 140. Hình tiếp theo là hình số 15, hình này em cũng bán 140.
Đó, 140 cho giò này. Cũng rất là nhiều thân như thế này ạ. Hình tiếp theo là giả hạc hồng ngọc nhé. Chậu giả hạc hồng ngọc này cô chú anh chị nhìn này. Hàng chuẩn ươm ki và chuẩn mặt hoa. Hàng này cũng đang chuẩn bị là xuống hết lá, thân cực kỳ là căng luôn ạ. Với bông hoa tím hồng ngọc rất là đẹp nhá. Cái chậu giả hạc hồng ngọc này này, hàng chuẩn ươm ki rất nhiều thân như vậy, em bán 280.000. Chắc chắn sẽ khi mà sổ hoa sẽ không làm cô chú anh chị thất vọng, em dám khẳng định luôn như vậy. Chậu tiếp theo, chậu số 17, chậu này 3 thân rất là to và đẹp luôn. Chậu này này thì cũng đang nhú nụ rồi. Nói chung là hàng hồng ngọc này là nó cũng hoa Tết nhá, nhưng mà ở dưới chỗ em nó cũng hơi lạnh. Hơi lạnh nên là nó có phần là nứt nụ hơi muộn hơn một tí. Cái chậu này em bán 260 ạ. Tiếp theo là hình số 18, một giò lan cát này sum xuê như thế này, hàng cát một lá. Cái chậu này thì em bán 110.000. Và hình số 19, cái chậu này em bán là 100.000. Và chậu số 20 cũng 100.000. Rất nhiều giả hành nhá, rất nhiều hàng giả hành luôn ạ. Sang bên này đây là dòng phi điệp tím. Và tiếp sang bên này đây sẽ là những cái bảng phi điệp tím nhá. Những cái bảng phi điệp tím thì hiện tại là mỗi một bảng như vậy đang có một vài thân là nó đang có nụ nhá. Và đây là cái dòng phi điệp tím mà có mặt hoa rất là đẹp. Nó đã được đi dự triển, đã được từng đi dự triển lãm và được giải nhá. Đấy, cô chú anh chị cùng ngắm cho em cái mặt ba hoa của dòng phi điệp tím này. Thì thực ra thì cái dòng phi điệp tím này này, nó cũng có những cái cây nó dài hơn đấy ạ. Tuy nhiên thì ngay từ nhà vườn người ta đã bán mỗi một thân là 120 rồi. Là em không thể nhập cái hàng giá cao như vậy, là em đã nhập cái giá với cái giá nó mềm hơn. Đấy, mềm hơn để cô chú anh chị có thể làm giống và được ngắm hoa luôn ạ. Em có cái chậu này này, cái bảng phi điệp tím này nhá. Em gọi bảng này là bảng số 21 ạ. Cái bảng 21 này thì em có 1 thân, 2, 3, 4, 5, 6 thân. 6 thân tất cả và một thân đang nụ rất là đẹp luôn như thế này đấy ạ. Còn các cái thân này thì em thấy là nó chưa có nụ, nhưng mà chắc là nó sẽ có nụ sau thôi. Thân rất là đẹp luôn. Thì trong đó thì em đâu nhỉ? Đây, mầm gốc cũng đang lên. Có một thân này hơi gập một tí, mà không có sao cô chú anh chị nhá. Vẫn lên mầm và vẫn sẽ cho hoa bình thường. Cái giò này em xin phép được bán với giá là 260 đấy ạ. Đó, 260 so với cái hàng người ta bán một thân 120. Đấy là giá xỉ ạ, còn chưa nói giá lẻ nhá. Thì cô chú anh chị thấy là cái hàng này thì cô chú anh chị mua một chậu như vậy quá là xứng đáng. Mình chăm đến sang năm phải giò, có giò rất là đẹp không ạ. Hình tiếp theo là hình số 22 này. Hình 22 này có tất cả là 8 thân ngắn dài nhá. 8 thân ngắn dài cũng có những cái thân đang có nụ đây này. Đó, đây ạ. Như vậy đây ạ. Thì cái hình này em bán là 250.000 cho chậu bảng này nhá. Bảng này hình như là cũng có 1-2 thân ngắn nó bị gập một chút. Đây, hình tiếp theo là hình số 24. Hình 24 này có tổng tất cả là 9 thân đây ạ. 9 thân, 9 thân, tuy nhiên thì cái chậu này thì em thấy là có khá nhiều thân nó bị gập thân đấy ạ. 1 này, 2 này, 3 này. Nhiều thân nó bị gập lắm. Tuy nhiên thì cái hàng này nó vẫn cứ cho hoa bình thường thôi. Về cô chú anh chị ngắm hoa xong rồi có thể cắt ươm ki, mầm gốc nó vẫn lên bình thường ạ. Đó. Không có ảnh hưởng gì nhá. Chậu này em, bảng này thì em bán 250.000 thôi. 250.000 cho bảng này thôi. Cô chú anh chị chơi chơi lan lâu thì sẽ biết là cái hàng này nó không có làm sao ạ. Nó tại vì nó gập cao nên là nó sẽ vẫn lên mầm và chơi hoa bình thường. Với cô chú anh chị có thể cắt, chơi hoa xong rồi có thể cắt ra để mà ươm ki. Bảng tiếp theo là bảng 25. Bảng 25 đây cũng đang nụ này, chi chít nụ luôn này. Đó, đây, cái thân này cũng đang nụ này. Cái bảng này này, cái bảng này có tổng tất cả là 6 thân nhé. Em bán 250.000 cho bảng này. Là hình hạ tiếp theo, hình 26. Hình 26 này này, thân đỏ, đỏ, rất là đỏ luôn. Cái này, cái thân này đang nụ này. Em thấy là thân này đang nụ, những cái thân còn lại cũng rất là căng. Nhưng em thấy đây, thân này cũng đang bắt đầu là nứt nụ rồi. Có một thân bị gập ạ, tổng là 8 thân nhé. Cái bảng này em xin phép bán 250.000. Và tiếp theo hình số 27 ạ. Hình 27 đây ạ. Hình 27 đang lên mầm cực đẹp luôn ạ. Đây này, một thân to nù đang nụ này. Thân thứ hai cũng đang nụ này. Cái bảng này thì em xin phép được bán với giá tổng 7 thân. Em bán 270.000 cho hình 27. Và đai châu nhá. Đai châu cô chú anh chị có thể mua hàng kg hoặc là mua hàng theo hình này cũng được đấy ạ. Hình 28 em có 2 cây đai châu này. Lá xếp cực đẹp như vậy đấy ạ. 2 cây đai châu này thì em bán với giá 250.000 nhá. Hàng này mà cô chú anh chị lên chậu cây xếp đẹp như thế này thì đúng như hoàng hậu lên ngôi luôn. Tiếp theo là hình số 30. Cây này thì bản lá mít, cô chú anh chị ngắm phải nói là siêu đẹp luôn. Nếu như cô chú anh chị lên chậu nhá, cây phải nói siêu đẹp luôn. Mà nó có hơi lỗi lá nhẹ ở đây này, cô chú anh chị này. Vỡ lá ở đây một chút nhưng cô chú anh chị vẫn giữ được lá thôi đúng không ạ? Cây rất là đẹp như vậy đấy ạ. Cái chậu này, bảng này, cây này em bán 300.000 đấy ạ. Hình tiếp theo hình số 31 này. Hai cây rất là đẹp luôn. Đây cây này hai nụ này. To đùng rất là đẹp luôn như vậy.
Đó, hình 31 này em có hai cây rất là to như vậy, em bán 360. Hình tiếp theo hình 32 ạ. À, hình 32 này cũng hai cây nhá. Cây này cũng đang hai nụ này, cây này cũng đang một nụ này. Hình này em bán với giá 330.000. Tiếp theo cũng là một cây này, một hình này, hình 33. Hình 33 đây ạ, một cây rất là to luôn, lỗi lá nhẹ nhẹ một xíu. À, cây này cũng thế này, bản lá mít luôn ạ. Lá mít luôn, hai cây này này. Cây này vỡ lá một tí ở đây không chú ý chị. Hai cây này em bán 350.000, nó rất là to và đều bản lá mít mà hơi lỗi lá một tí nên em bán rẻ nhá, 350.000 này. Tiếp theo bên này đây, dòng là hải hương ạ. Hải hương thì em có bán hàng cân với giá là 1 triệu cho 1 kg, hoặc cô chú ý chị mua theo hình này cũng được nhá. Hình này này, ba cây này, trong đó một cây đang mèo nhỉ. Đó, ba cây như vậy em bán với giá là 120.000 nhá. Dòng hải hương một trong những cái loại lan hải rất là thơm ạ. Và đã là những người chơi lan hài, thích lan hài thì có lẽ là không thể bỏ qua dòng hài hương này. Hình 35, 140.000. Cây này cũng đang mèo, có tổng 4 cây. Hình số 36, nó là nguyên một dề. Dề này thì một cây em thấy là một cây này như đang mèo ấy, không biết là mèo hay cây mầm nữa. À, cũng đang lên cây con. Cái dề này 140.000. Tiếp theo hình 37, có 12 cây giống. 12 cây từ nhỡ đến cây nhỡ đến cây cây giống nhá. 12 cây, 140.000. Hình tiếp theo hình số 38, đây một dề hai cây là xếp rất là đẹp này. À, thêm hai cây rời bên này nữa, 150.000, có tổng 4 cây. Hình tiếp theo, hình số 39 này. 39 một cây mèo này. Thêm hai cây này rất là to nữa. Nói chung là hình này rất là to luôn, hình này 150.000. Hình tiếp theo là hình số 40. Hình số 40 ạ. 130.000 cho hình này. 130.000 cho hình này nhá. À, hình số 41 là hình này có tất cả là 13 cây giống. 13 cây giống nhưng cô chú anh chị nhìn thấy là cây rất là khỏe đẹp luôn ạ. Nhiều cây lá xếp rất là xinh. Cái hình này em bán với giá là 150.000. Hình số 42, 150.000. Hình này có 8 cây giống. Không phải 8 cây giống mà 8 cây nhỡ rồi đấy ạ. Em bán là xin nhắc 150.000. Hình số 43 cũng 150.000. Hình này cũng cây cũng khá là lớn rồi đấy ạ. Khá là lớn rồi nhá. Hình này có tất cả là 11 cây cũng 150.000. Mà tiếp sang bên này đây thì em có rất là nhiều những cái đặc sản vùng miền Cao Bằng ạ. Vùng miền Cao Bằng để giao lưu cho cùng cô chú anh chị nhé. Trước tiên là cái dòng nấm hương ạ. Dòng nấm hương, đây là nấm hương hàng rừng nhé. Nấm hương rừng của vùng Cao Bằng ạ. Thì cái dòng nấm hương này thì em đóng, em sẽ bán theo sâu. Mỗi một sâu là 15.000 cho một sâu này. Hoặc cô chú anh chị có thể lấy cả một bọc như vậy là nó có 10 sâu thì giá sẽ là 150.000. Đó, một bọc như vậy là 10 sâu 150.000, hoặc cô chú anh chị có thể lấy một sâu cũng được. À, hàng chuẩn của rừng của Cao Bằng cô chú anh chị nhá, là dòng nấm hương ạ. À, rồi tiếp theo đây là bên miến này. Cô chú anh chị đã được thưởng thức miến của miến Cao Bằng, đặc biệt là cái miến của vùng Phe Đén. Tức là miến của vùng Nguyên Bình ạ. Một cái vùng miền mà được cái thời tiết phú cho, có một cái khí hậu mà rất là thích hợp để trồng cây miến này. Một cái khí hậu rất là thích hợp để trồng cây miến, và cây miến của vùng Phe Đén Nguyên Bình cũng như là vùng Nguyên Bình này đấy ạ. Mỏ Thiếc Nguyên Bình và Phe Đén Nguyên Bình. Thì cái này ấy, sợi miến 100% là không dùng cái chất tẩy rửa nhá, không dùng chất tẩy màu, không dùng chất bảo quản. 100% tự nhiên ạ. Và sợi miến dai, trong rất là ngon, thanh mát rất là ngon. Và một bọc miến như thế này, một bọc miến Phe Đén là miến 1 kg ạ, em bán với giá là 130.000 cho một bọc như vậy cô chú anh chị nhá, 1 kg như vậy. Và đây là cũng là miến Mỏ Thiếc, cũng đặc sản 100% nguyên chất, miến rong cũng không kém, cũng rất là ngon như vậy, em bán cũng 130.000 đó. Miến rong Phe Đén và miến rong Mỏ Thiếc đồng giá 130.000. Và bên này là măng lưỡi lợn này, thưởng thức một lần cô chú anh chị nhớ mãi luôn ạ. Hàng hôm nay thì nó đã lên giá rất là cao rồi. Em bán hôm qua thì 145.000, hôm nay em sẽ bán 150.000 cho quý anh chị nhé. Và đây là măng sợi khô ạ. Vàng ươm luôn này, măng sợi khô của Bảo Lạc nhé. 145.000 cho một túi 1/2 kg như thế này. Đây là một túi măng lưỡi lợn này có 145.000. Hàng khô nên cô quý anh chị về ngâm nở được rất là nhiều. Bọc này là 1/2 kg nhé. Em có thêm hoàng tinh này. Hoàng tinh 200.000 cho 1 kg này. Hà thủ ô đỏ với giá là em bán là 300.000 cho 1 kg. Chuối hạt nguyên quả nhá. Chuối hạt nguyên quả đây ạ, em bán là một túi như vậy sẽ là 130.000, có một túi 1 kg.
Và đây là cái cây ngọc cẩu, nấm ngọc cẩu 300.000 trong 1 kg này. 3 kích khô với giá là 450.000 trong 1 kg. Cây tầm gửi gạo đỏ với giá 210.000 cho 1 kg này. Tầm gửi cây chanh, tầm gửi cây chanh em bán với giá là 230.000 cho 1 kg. Và tầm gửi cây nghiến nhá là 190.000 cho 1 kg. Và rễ mũ tần ạ. Rễ mũ tần này thì rất là nhiều cái tác dụng nhá. Cái rễ mũ tần này 130.000 cho 1 kg. Và bên này đây là cái dòng dâm dương hoắc, 150.000 cho một túi dâm dương hoắc rất là to như thế này. Trà sân mật hồng sâm cũng rất là nhiều tác dụng, mà cây này thì rất nhiều hoa, 80.000 cho một gói trà sân mật hồng sâm này. Và bên này đây là em có cái dòng trà giảo khổ lam nhé. Giảo khổ lam ạ, một hộp như thế này em bán 60.000, có 20 túi lọc bên trong. Hoặc cô chú anh chị mình có thể lấy cả túi ạ. Lấy cả hộp như thế này thì nó sẽ có bốn cái túi bên trong nhé, 4 cái hộp bên trong đấy ạ. Mang làm quà tặng quà biếu cũng rất là sang trọng. Em bán 220.000 cho một cái hộp trà giảo khổu lam này. Tiếp sau bên này thì em vẫn có rất là nhiều những cái chế phẩm và vật tư dành cho hoa lan đấy ạ. Hồng Nguyễn 25.000 cho một lọ, 50.000 cho một cặp này. Keo liền da Mỹ Tiến với giá 40.000 cho một lọ. Keo liền da sẹo đen 50.000 cho một lọ. Siêu da dễ N3M với giá 30.000 cho một lọ này. B1 Thái 40.000 cho một lọ. 3 loại phân bón lá em bán 30.000 cho một lọ. 3 loại phân bón thông minh tan chậm có kiểm soát 30.000 cho một lọ. Cái hộp phân bón dạng túi lọc kích thích da dễ cực mạnh và cung cấp dinh dưỡng cho cây trồng trong mọi giai đoạn phát triển 30.000 cho một 35.000 cho một hộp, có 20 túi lọc bên trong. Duy xanh 50.000 cho một ống, duy đỏ 60.000 cho một ống. Và cái dưỡng chất AB 85.000 cho một lọ. Dưỡng chất AB của Ngọc Linh, cái dòng dưỡng chất AB của Ngọc Linh hôm nay em hết rồi. Dưỡng chất AB Ngọc Linh thì 75.000 thôi nha, hết rồi. Em có thêm cái đây, bả sen 20.000 cho một gói này. Và cát tan đặc trị thối nhũn ạ, với giá là 35.000 cho một cái hộp cát tan này. Cái gì đây nhỉ? Rồi là kin boom 25.000 cho một gói đặc trị thối nhũn ạ. Một bọc dây thít này, 65.000 cho một bọc dây thít này. Và cái dây buộc lan kích thước chiều dài là 100m với giá 35.000 cho một cuối cuộn dây thít này. Atonic 10.000 cho một gói này. Thuốc trị rệp và các loại sâu gây hại cho cây trồng ạ, 20.000 cho một gói này. Rồi em vẫn có sản phẩm là vỏ thông phân dê đồng giá 20.000 trong 1 kg, rêu rừng 50.000 trong 1 kg ạ. Và tinh dầu hồi với giá 40.000 trong một lọ nhé. Em vừa giới thiệu đến cô chú anh chị những cái mặt hàng hôm nay bên em đang có. Và cảm ơn cô chú anh chị đã theo dõi. Clip bên